chắc lại lẻn đi chơi kinh thành rồi. Lúc nào cũng chỉ lo cho mỗi thằng Độ thôi. Anh đêm nay sang trăng khó đột nhập lắm. Hiện đang có gió nùng nam, chú lo khu nhà kho chỗ đầu gió, nhằm ngục tôi đột nhập. Anh đột nhập một mình à? Bẩm quan Thái Bảo, chúng ta đã đi chậm một bước. Như vậy rõ ràng Tô Trung Tử, Đỗ Kinh Chu đã thông đồng với nhà Trần Lý rồi. Nhà Trần Lý chắc chắn sẽ về Hải Ấp bằng con đường sông Cái. Bây giờ chúng ta cho quân lính của triều đình đuổi theo, sẽ bắt được. Bắt quả tang quan lớn triều đình thông đồng giúp nhà Trần Lý thoát ngục. Cha, họ biết cậu ở đây. Chúng tôi lên thuyền xin chén rượu của Hải Ấp, có được không ông Trần Lý? Hai hùng làm chúng tôi hết hồn, xin mời hai đại ân nhân. Xin mời. Liệu việc đại nhân thả chúng tôi có khiến hoàng thượng và quan thái úy nổi giận không? Đương nhiên là quan thái úy sẽ không vui vẻ gì, nhưng tôi đã làm đúng chức trách. Khi hoàng thượng và hoàng hậu chưa thay ngôi thái tử thì đám Dĩ Mông và Chính Lại chưa dám đụng đến bọn tôi đâu, anh đừng lo. Điều họ Đàm đang lo lắng là hoạn quan Phạm Bình Di, chứ không phải lo về chúng tôi đâu. Cha. Nào. Dạ, mời các quan ạ. Chỉ khi các đại nhân thật sự yên ổn, chúng tôi mới yên tâm thoát nạn. Đó, xin mời. Chúng chưa thoát đâu. Đuổi bắt nhà Trần Lý không khó, bắt và kết tội Tô Trung Tử, Đỗ Kính Chu cũng không khó. Nhưng ham mồi mải đánh trong lúc thái tử vẫn còn che đỡ cho chúng là điều chưa nên. Hãy cứ để bọn Tô Trung Tử, Kính Chu đó nợ đã. Loại được Tô Trung Tử, Đỗ Kính Chu rồi, nếu thái tử vẫn cứng đầu thì sao? Thái tử rất sợ mẫu hậu, nhưng khi không còn vây cánh xung quanh xúi giục, chắc chắn thái tử sẽ phải nghe theo hoàng hậu. Let's go!
tổng sẽ bằng tội bất trung, bất hiếu, bất tín nếu cứ ngồi trong đấy. Cấp báo. Bẩm quan thái bảo và quan thái úy, khu nhà ngục đột nhiên bị cháy khắp nơi. Đóng ngay cổng thành, lục soát mọi chỗ. Xin tuân lệnh. Đáng ra giờ này đám nhà Trần Lý phải chết cháy hết rồi. Đỗ Kính Chủ, Đỗ Xuân Ấu thật hỗn xược. Dừng lại, lục soát kỹ bằng. Tuân lệnh. Xem có thể lại gì nữa. Bỏ ra. Này, đứng lại. Đi. Thằng này. Nhanh. Mọi người, các bạn, hai xác này chết lâu chưa? Hai vị quan nhân muốn gì? Muốn chết giống họ. Được thôi. Khám xét thật kỹ, bắt một người của chúng bạn. Có lệnh chưa? Đứng lại. Chờ gì đấy? Mặt vượt chúa lên kinh thành, toàn chúc họa vào thân. Hai người đi đâu về? Trốn đi chơi phải không? Chết tụi nhá. Nào, xin cụ cạn bát này. Cảm ơn các đại ân nhân đã cứu chúng tôi. Xin hãy khoan cạn bát. Thưa ông Trần Lý, chúng tôi đến đây không phải để nhận lời tạ ơn, mà là mong muốn một điều. Khi chúng tôi cần người tài bảo vệ triều đình nhà Lý, thì họ Trần ở Hải Ấp các ông sẽ có mặt. Vậy Trần Lý tôi xin cùng các ông cạn bát này, vì sự vững mạnh của triều đình nhà Lý. Cạn. Cạn. Cậu ạ. Cháu về từ khi nào? Cháu về từ nãy cậu ạ. Cháu thấy cậu, bác và các đại nhân bàn chuyện lớn, cho nên cháu không dám vào ạ. Đã là chuyện lớn thì không thể thiếu bàn tay của các cháu được. Cháu đỡ ơn cậu ạ. Anh nhớ bảo trọng. Ông vâng, nhớ cả các quan lại, nhà. Chào. Dạ, chào các quan ạ. Chào. Dạ, các bác về ạ. Nhổ neo, ngay đêm nay về Hải Ấp. Anh còn đang nhiều không? Không sao, bọn lính tẩm quất cho dã xương cốt thôi mà. Em không tin, từ nhà cậu mợ về đến bến đâu có lâu thế. Còn đau à? Ừ.
Tôi cược là hôm nay hoàng thượng sẽ tiết triều để xử cái vụ đoàn thượng phạm thượng hôm trước ấy. Hoàng thượng hôm nay sẽ tiết triều bởi vì đêm qua có biến, có kẻ nào đó đã phá ngục giải thoát tù nhân. Này, tôi đánh cược với các ông, hoàng thượng sẽ không tiết triều. Nhà Trần Lý có dính dáng đến vụ đốt phá nhà ngục đêm qua không? Nếu việc đốt phá nhà ngục là do nhà Trần Lý làm thì chúng ta không nên dùng họ. Ông anh rể tôi là dân trải lưới bán buôn, thường xuyên qua lại Thăng Long, không thể có hành động bạo loạn chống lại triều đình để mất đường làm ăn được. Nhiều người nói chính Trần Lý đốt ngục để trả thù vụ bị bắt oan. Sao? Người đã tâu với hoàng thượng chưa? Hoàng thượng chưa dậy, tiểu nhân không thể tâu được. Không lẽ hàng tháng này ngày nào các đại thần cũng chầu trực đều vào chầu rồi lại về tây không à? Chưa có việc gì gấp nên hoàng thượng chưa thiết triều. Ý hoàng thượng là ý trời, tiểu nhân chỉ là kẻ hầu hạ. Bẩm hoàng hậu, có quan thái bảo Đàm Dĩ Mông xin cầu kiến ạ. Bẩm hoàng hậu, chỉ có người mới có thể thuyết phục được hoàng thượng thiết triều. Lại còn quý phi họ Lê rút kiệt sức hoàng thượng chứ gì. Dạ bẩm hoàng hậu, hoàng thượng đang yên giấc, giờ không ai được vào ạ. Dạ. Tránh ra. Hoàng hậu chớ nên nóng vội. Người tránh ra. Hoàng hậu đang chớ nên nóng vội. Dạ. Truyền chỉ cho gọi đoàn thượng vào đây ta gặp. Dạ, nhưng hoàng thượng không có mặt à? Ngươi mà cãi lần nữa là bắt chém đầu. Ngươi đừng tưởng lúc nào cũng ở bên cạnh hoàng thượng thì ngươi có thể lộng hành ở trong cấm cung này. Đi đi. Hôm nay hoàng thượng chỉ mời riêng tướng quân đoàn thượng, còn những người khác về đi. Hoàng thượng anh minh, tôi đã nói rồi, hoàng thượng không thiết triều. Về đi. Về đi. Ta về thôi. Có nhiều bằng chứng cho thấy vụ phá nhà ngục đêm hôm qua có liên quan đến phe của Đỗ Kính Chu và Tô Trung Từ. Ta giao cho nhà ngươi truy xét việc này, ngươi thấy sao? Hạ thần chưa hiểu ý hoàng hậu ạ. Nếu đưa vụ án đốt ngục ra xét xử, hoàng thượng muốn ngươi làm chứng trước triều đình thì sao? Chính ông đã nhận lời đi giết cả nhà Trần Lý ở trong ngục. Lúc đấy bản tướng nghĩ họ là đám người từ hải ấp lên Thăng Long để cướp của giết người. Chứ nếu biết trước khi bị bắt không có bằng chứng, không bao giờ bản tướng nhận lời. Nhưng lúc đó, ông đã có mặt ở nhà ngục, biết được Đỗ Xuân Ấu, Đỗ Kính Chu, tha cả nhà Trần Lý. Đúng vậy. Chỉ cần ông làm chứng đến đó, những việc còn lại, chúng tôi có đầy đủ chứng cớ trong việc Đỗ Kính Chu tha nhà Trần Lý nằm trong âm mưu liên kết giữa họ với Trần Lý và Nguyễn Nộn, đốt phá nhà ngục, giết chết cai ngục. Nếu quân của triều đình không kịp thời ngăn chặn, bọn chúng sẽ nhân cơ hội đó xông thẳng vào hoàng cung, giết cả nhà vua và hoàng hậu.
Sau sự việc này, hoàng thượng sẽ phong vương và biệt đãi ngươi. Bản tướng hiểu ý hoàng hậu và quan thái bảo muốn gì. Nhưng xin thưa hoàng hậu, nếu vì đức vua và triều đình thì đoàn thượng này có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu để làm chứng sai, để hại người, thì cho dù phải chết cũng không bao giờ đoàn thượng này làm cả. Ngươi, ngươi dám nói với ta như vậy ư? Thưa hoàng hậu, bản tướng không thể nói khác được. Vậy thì ngươi hãy cút ngay đi cho khuất mắt ta. Đội ơn hoàng hậu. Cha, cha định đi lên Thăng Long thật sao? Họ Trần ta phải ở những nơi sóng gió hơn. Còn Hải Ấp thì sao? Đàn bà con gái không nên ham biết nhiều làm gì. Các con bị quan tướng triều đình bắt giam, phải chịu đựng sự nhục nhã trong nhà ngục, chứng kiến bao cảnh bất công, khiến cho ta quyết tâm chống lại thế lực đang làm lũng đoạn triều đình Đại Việt. Có đám quân chạy ngang sông. Cha, chúng ta bị tầm ngã rồi. Anh em, ghé vào bờ. Sao ta lại bị truy đuổi? Bảo vợ cũng không kịp nữa rồi. Đàn bà, vào hết trong khoang. Tì, rút mái chèo làm vũ khí. Ta đối phó thế nào? Nhà Trần Lý to gan, dám phá ngục, chống lại triều đình. Các ngươi chạy đâu cho thoát? Kính chào đại vương. Có lẽ đại vương nhầm. Họ Trần Lý chuyên nghề trai lưới, cái họ Trần nào khác rồi. Các ngươi có thể qua được mắt triều đình, chứ đừng hòng qua được mắt ta. Quân bay, bắt trói chúng nó, nộp triều đình lĩnh thưởng cho ta. Đi. Kẻ nào không muốn sống thì hãy bước lên thuyền của ta. Muốn bắt chúng tôi giao cho triều đình thì đại vương sẽ chịu một tổn thất lớn để nhận lại số tiền nhỏ của quan thái bảo Đàm Dĩ Mông. Chi bằng nhận số tiền của chúng tôi coi như một món quà gặp mặt, và đại vương sẽ không bị tổn thất một chút nào. Chủ tướng Trần Thủ Độ đấy. Ngươi là Trần Thủ Độ à? Chính ta đây. Ta đang chờ dịp bắt ngươi để trả món nợ. Bắt cho chúng lại. Đêm qua ta và nàng mải làm thơ khuya quá, sáng ngủ quên mất. Đừng nghĩ mình là ai thì nhẹ. Đừng nghĩ ai là ai thì thông. Đừng nghĩ ai là mình thì nhàn. Đừng nghĩ mình là mình thì thoáng. Ta không ngờ ta và nàng lại tâm đầu ý hợp đến như vậy đấy. Dạ. Muôn tâu hoàng thượng. Hoàng thượng đã thức giấc à? Tại sao ta bảo đánh thức ta dậy sớm để ta còn thiết triều? Sao ngươi không làm? Dạ, muôn tâu hoàng thượng. Hoàng thượng tha tội ạ. Hạ thần sơ ý. Chính hoàng thượng đã ra lệnh cho các thái giám, khi người đang an giấc, ai đánh thức sẽ bị chém đầu cơ mà. Chuẩn bị cho ta thiết triều. Dạ, muôn tâu hoàng thượng.
Hoàng hậu và quan thái bảo đã cho bãi triều rồi ạ. Và chỉ cho gặp một số ít quan đại thần thôi ạ. Phép nước ở đâu mà hoàng hậu và quan thái bảo dám thay mặt ta? Xin hoàng thượng bớt giận. Lỗi tại thần thiếp cùng hoàng thượng đêm qua thức khuya, khiến người dậy muộn à. Thực ra từ lâu ta đã có ý định không muốn làm vua nữa, cho nên ta cứ để mặc cho họ lấn lướt. Nếu vậy thì hoàng thượng cũng đừng buồn làm gì. Chẳng phải đêm qua người đã viết câu thơ "Đừng nghĩ mình là ai thì nhẹ sao?" Viết thì thế, nhưng khi không viết thì ta lại không thấy thế. Nhức đầu quá. Hoàng thượng, gọi thái y, gọi thái y. Không cần, không cần đâu. Ta biết bệnh của ta mà. Chỉ cần thôi không làm vua nữa, trở về làm dân thường là khỏi thôi mà. Nhưng dù sao ta vẫn phải đi. Hoàng thượng đi đâu ạ? Đi làm vua. Đoàn thượng không chịu ra làm chứng thì vụ án phá nhà ngục chúng ta sẽ giải quyết bằng cách nào? Dạ, nếu không phải là tội của người thì là tội của gió. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng thượng vạn vạn tuế. Ta miễn lễ. Đội ơn hoàng thượng. Không có mặt ta, ai cho phép miễn triều? Ai cho phép hoàng hậu thay mặt ta gặp các quan đại thần? Xin hoàng thượng thứ lỗi. Đã đến giờ thiết triều mà hoàng thượng vẫn còn đang say giấc, cho nên thần thiếp đã nói với thái giám cứ để yên cho hoàng thượng nghỉ. Nếu đang giấc mà bị gọi dậy thiết triều, hoàng thượng sẽ lại nhức đầu. Tâu hoàng thượng, các tiên đế nhà Lý nhiều lần vẫn dạy, vua anh minh là vua có quần thần giỏi. Dù nhà vua không có mặt ở ngai vàng thì triều đình vẫn phải vững mạnh, đất nước vẫn phải hùng cường. Thưa hoàng thượng, hôm nay chỉ gặp đoàn thượng về việc nhỏ nên chúng thần không muốn hoàng thượng phải bận tâm ạ. Các người vừa bàn chuyện gì với đoàn thượng? Tâu hoàng thượng, đoàn thượng là đầu mối quan trọng, đã khẳng định nguyên nhân vụ cháy ở nhà ngục đêm qua là do Là do bất cẩn về bếp lửa, gặp gió nồm nam gây thành một đám cháy lớn, chứ không phải là do bọn phản tặc gì đâu ạ. Dạ đúng ạ. Người hãy soạn ngay thánh chỉ và ra lệnh phòng chống hỏa hoạn trong mùa khô, và trích một phần quốc khố của triều đình để giúp đỡ những gia đình nạn nhân bị hỏa hoạn. Dạ. Hoàng thượng anh minh, chắc chắn dân chúng thành Thăng Long sẽ đời đời biết ơn tấm lòng nhân từ vô bờ của hoàng thượng ạ. Bẩm hoàng thượng, ngân khố của triều đình không còn là bao ạ. Thế tiền xây dựng cung điện đền đài là tiền nào? Ta là vua mà chỉ muốn đem một ít tiền giúp dân chúng trong cơn hoạn nạn, người kêu khó sao? Hạ thần tuân chỉ. Còn chuyện gì nữa không? Hoàng thượng, còn việc Phạm Bình Di, kẻ hoạn quan đang được bệ hạ ân sủng, giờ đây lại càng ngày càng hỗn xược, với chức tổng quản thái giám lại được cai quản ngự lâm quân. Phạm Bình Di bây giờ thâu tóm mọi quyền lực ở trong cấm cung này, nhận hối lộ của các quan đại thần để mà mua quan bán chức ạ. Phạm Bình Di là kẻ có tài, hắn rất trung thành với ta, hiến rất nhiều kế hay cho ta, lẽ nào hắn lại như vậy? Đằng sau những kế sách đó, thực chất là đều do Phạm Bình Di âm mưu sắp xếp để cho các quan đại thần thu lợi về bổng lộc chức tước, khiến quan thái úy và thái bảo không thể nào mà kiểm soát nổi. Tâu hoàng thượng, tội ăn hối lộ của những quan tham như Phạm Bình Di, nếu không được hoàng thượng xuống chiếu trừng phạt kịp thời, thần e sẽ gây tai họa khôn lường cho triều đình. Muốn kết tội người khác phải có những bằng chứng thuyết phục.
ta lại đau đầu rồi. Nhức đầu quá. Cho ta về nghỉ. Hoàng thượng, tại sao cứ mỗi lần nói đến chuyện ấy Hoàng thượng lại né tránh bao che, để cho Phạm Bình Di ngày càng tắc oai tắc quái ở trong triều đình này. Thế Hoàng thượng coi trọng thiếp hay tên hoạn quan đó hơn? Đúng rồi, chỉ vì hắn là người của tiên đế, luyến tiếc hoàng hậu, cho nên hoàng thượng căm thù họ Đàm nhà thiếp. Thì hậu, hậu đừng so sánh như vậy. Thế hoàng thượng tin thiếp hay là tin tên hoạn quan đó? Bằng chứng là hắn thường xuyên hỗn xược với thiếp. Đấy. Nếu mà hoàng thượng còn giữ hắn ở bên mình thì có ngày thần thiếp uất ức vỡ tim mà chết thôi. Kìa nàng. Muôn tâu hoàng thượng anh minh, hạ thần đã kiểm tra tất cả những chính sách mà hoàng thượng đã ban ra theo dâng kế của Phạm Bình Di, đã mang lại cho Di và đám quan lại cơ hội bộc lộc đến 8 phần, còn dân đen Đại Việt chỉ được 1 đến 2 phần, chẳng đáng là bao. Đó là sự thật đó. Và nhờ ân hoàng thượng, Phạm Bình Di ngày càng có uy thế để kéo bè kéo cánh, lũng đoạn quyền lực trong triều đình. Bẩm hoàng thượng nên thu lại quyền cai quản Ngự Lâm quân rồi trao cho thái úy ạ. Dạ. Hoặc người trong dòng tộc, kẻo tên thái giám đó lại gây tổn hại lớn đến uy tín của hoàng thượng và gây nguy biến cho triều đình ạ. Từ thời tiên đế đến thời ta, không lúc nào là triều đình không ưu đãi hắn. Hắn dám lợi dụng lòng tin của ta để kiếm lợi riêng. Hoàng thượng anh minh, xin hoàng thượng xuống chiếu trừng phạt ngay kẻo muộn ạ. Thái giám tổng quản. Hạ thần có mặt. Phạm Bình Di. Dạ. Gần đây ngươi dám lợi dụng ân sủng của ta, hỗn xược với bề trên, hống hách với quần thần để kiếm lợi riêng. Ta nể tình ngươi đã từng tận tụy với hoàng cung từ thời tiên đế. Kể từ nay, ngươi không được làm việc trong cấm cung này nữa. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, ta thần không hiểu. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng ơi. Ta không muốn nghe nữa, ta đau đầu lắm rồi. Cấm vệ. Dạ. Hoàng thượng, hãy đưa tên hoạn quan Phạm Bình Di này ra khỏi cấm cung cho ta. Tuân lệnh. Hoàng thượng, hoàng thượng, hạ thần bị oan. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng ơi. Ta đau đầu lắm rồi. Hoàng thượng ơi, ta muốn đi nghỉ. Thái giám đâu? Đưa hoàng thượng về nghỉ. Nào, xin mời ngồi. Bát rượu này là để tạ ơn các ông đã phá nhà ngục, cứu được rất nhiều anh em của ta sắp bị Đàm Dĩ Mông đem ra hành hình. Đại vương nói vậy, tôi không dám uống, vì chúng tôi đâu có dính dáng gì đến vụ phá ngục. Đến lúc này mà nhà Trần Lý vẫn chưa biết Nguyễn Nộn ta là ai à? Hay biết mà chưa tin. Đâu chỉ người của ta thoát khỏi ngục, nhận rõ người giết tên cai ngục, phá cửa ngục, chính là đại ca Trần Thủ Độ đây. Lẽ nào người anh hùng dám làm mà không dám nhận? Tôi ở buồng giam bên cạnh, mặc dù đại nhân bịt mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra thần sắc trong đôi mắt đại nhân, không lẫn đi đâu được.
đội ơn ân nhân đã cứu mạng tôi và các anh em khác. Sự việc đã quá rõ ràng, tôi sẽ không chối nữa. Nhưng việc này chỉ mình tôi làm, không dính dáng gì đến bác tôi và những người khác. Mời. Hãy uống cạn để ghi nhận nhà Trần Lý đã nợ Nguyễn Nốt này. Cạn. Chúng tôi nợ chuyện gì? Vì giờ đây trong tay tôi có cả một đám nhân chứng. Nếu Trần Thủ Độ bị đem ra luận tội, tôi e rằng gia đình Trần Lý cũng không được yên. Khi nào chúng tôi cần thanh toán tên gian thần Đàm Dĩ Mông, các ông nhớ trả món nợ này bằng cách góp sức vào chuyện đó. Nào, mời cạn. Mời. 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 Bẩm quý phi. Có chuyện gì thế? Dạ thưa quan Phạm Bình Di, muốn nhờ quý phi nói giúp để được vào hầu hoàng thượng ạ. Người cũng biết mọi chuyện triều kiến của hoàng thượng giờ đây đều do hoàng hậu sắp đặt mà. Bẩm quý phi, quý phi cũng biết hoàng hậu không đội trời chung với Phạm Bình Di mà. Đợi khi hoàng thượng thiết triều thì gặp vậy. Bẩm quý phi, gần đây hoàng thượng rất ít khi thiết triều ạ. Nhờ Phạm Bình Di ta mới có được như ngày hôm nay. Điều này ta không bao giờ quên. Nhưng ta không dám qua mặt hoàng hậu. Người nói với ông ấy hãy hiểu cho ta. Nàng vừa nói gì đến Phạm Bình Di? Dạ bẩm hoàng thượng, hoạn quan Phạm Bình Di muốn diện kiến hoàng thượng, đã nhờ thần thiếp xin giúp, nhưng thần thiếp không dám ạ. Ta vẫn không tin là quan tổng quản Phạm Bình Di phạm tội ăn hối lộ. Hãy thu xếp cho ta gặp riêng ông ấy, để ta xem chuyện đó có hay không. Nhưng đừng để hoàng hậu biết nghe chưa. Tuân chỉ. Hoàng hậu và quan Thái Bảo khăng khăng kết tội Phạm Bình Di, nhưng ông ấy thì lại luôn kêu oan, còn sẵn sàng tuẫn tiết để bảo vệ danh dự. Ta đã quá mệt mỏi với những chuyện thật giả trong triều rồi. Xin hoàng thượng hãy ra ân cho thần thiếp, tránh bàn đến chuyện đại sự của triều đình. Nàng cũng nghe tránh thì ta biết chút nó bực dọc này vào ai bây giờ, trong khi những người thân ở bên cạnh ta chỉ có mình nàng là ta tin cậy. Bản thân thần thiếp vốn không am hiểu về triều chính, mặt khác với những chuyện mắt thấy tai nghe, thiếp tự thấy chỉ cần sống trọn với bổn phận được hầu hạ hoàng thượng đã là điều may mắn lắm rồi. Còn vượt ra khỏi bổn phận của mình thì thiếp không dám ạ. Nàng e sợ hoàng hậu đến vậy sao? Bẩm hoàng thượng, thiếp chỉ mong được yên ổn thôi ạ. Hoàng thượng vạn tuế, quý phi thiên tuế. Bà miễn lễ. Muôn tâu hoàng thượng, thần phải kể ra nỗi oan ức này với hoàng thượng. Nếu không, thần sẽ chết không nhắm mắt trước cái chết oan ức của tướng quân Đỗ Bảo Dương ạ. Đỗ Bảo Dương chết oan à? Dạ đúng ạ. Thần thiếp xin lui ạ. Kẻ nào dám giết mệnh quan của triều đình? Khởi bẩm hoàng thượng, thần nhận chuyển sớ tấu của Đỗ Bảo Dương đến tận tay hoàng thượng, tố cáo tội mọt nước hại dân của Đàm Dĩ Mông. Nhưng sớ tấu đó đã lọt vào tay quan Thái Bảo,
nên tướng quân Đỗ Bảo Dương đã bị bỏ ngục ngay sau đó. Và thảm họa đã xảy ra. Như vậy là việc hỏa hoạn cũng rất đáng ngờ. Ta không được tấu trình gì về việc này. Ai đã đưa sớ trình ta cho quan Thái Bảo? Bẩm chính là hoàng hậu ạ. Bẩm hoàng hậu, Lê Quý Phi đã đưa tổng quản Phạm Bình Di vào gặp hoàng thượng ạ. Phạm Bình Di lại vào trong cung à? Cái con hồ ly tinh Lê Quý Phi này giỏi thật. Cho gọi quan Thái Bảo vào đây gặp ta.